hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận khác video ngày hôm nay hôm nay là ngày thứ ba tại hoa kỳ ở việt nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và chúng ta có rất nhiều tin tức muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay chúng ta chủ yếu sẽ chú tâm nói về tin tức và thông qua đặt cố gắng sắp xếp những cái thông tin một cách lo chuyện nhất có thể chúng ta đương nhiên là sẽ nói về tình hình chung hôm nay ra sao chúng ta cũng thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay đã là một màu đỏ không phải là đỏ lắm các bạn nhưng mà nó có liên quan đến một cái thông tin sẽ được chia sẻ ngày mai và nó cũng có cái sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường crypto này để thùng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn chúng ta cũng nhận được một số những cái thông tin liên quan tới bầu cử các bạn và nó có liên quan đến thị trường crypto này thùng chia sẻ để các bạn nắm bắt được thông tin và trong thời điểm này đó thì thị trường đang trong trạng thái gì các bạn đang tham lam hay là sợ hãi chúng ta vẫn tiếp tục thấy Tether in các bạn và họ nên in liên tục 2 ngày và tổng cộng là 2 tỷ đô la và chúng ta cũng có cập nhật liên quan đến cái Bitcoin heatmap mới nhất và nhiều thông tin nơi bật khác trong cái video này nhưng mà trước hết thì tuần này đã Thuận sẽ không thể làm video 2 ngày ngày mai và ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Tại vì thuận bận một số công việc nhưng mà ngược lại đó thì cuối tuần này thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn nhiều thông tin thú vị hơn Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Thì các bạn thấy được là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã đỏ một chút Sau hơn một tuần tăng trưởng thì chúng ta thấy được là chỉ số Nasdaq ngày hôm nay đó thì giảm 0.33% Chỉ số S&P 500 đã giảm 0.2% và Dow Jones thì giảm 0.15% Nói chung là cũng không có gì là đáng kể đâu các bạn Pre-market thì bây giờ đó thì không thay đổi nhiều Và pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai đó các bạn Sau khi mà thị trường chứng khoán đóng cửa thì sẽ có người giao dịch ở trên hợp đồng tương lai nghĩa là futures thì hiện bây giờ các bạn nhìn thấy được là là có xanh nhưng mà chỉ xanh 0.1 0.05% mà thôi, không đáng kể. Nói chung đó thì hôm nay cũng có một số thông tin nhưng mà cũng không có nghĩ nó ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính đâu. Mặc dù chúng ta thấy được hôm nay ra cả ba chỉ số là đỏ nhưng mà chúng ta cũng thấy đã có một cái sự hợp phục rất là mạnh trong thị trường chứng khoán trong hơn một tuần qua rồi. Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy vẫn ở mức thấp là 74 đô và 4 sen cho một thùng dầu và chúng ta nhìn thấy vàng đó thì hôm nay rất là tốt các bạn vàng đã đạt đỉnh mới ngày hôm nay và hiện bây giờ đã vẫn hơn 2.500 hiện bây giờ là 2.553 đô cho một ounce vàng crypto thì sao các bạn bitcoin hiện bây giờ đó thì xoay quanh cái mức là 59.000 đô hiện bây giờ là 58.924 đô nói chung đó thì ngày hôm qua chúng ta đã thấy là bitcoin đã đẩy lên cái mức là khoảng 61.500 đô và ngày hôm nay đó thì lại bị đẩy trở về cái mức là khoảng 59.000 đô các bạn có thể là theo gót chân của giá bitcoin hàng ngày và có thể là ngày mà giá Bitcoin tăng lên 66.000 đô các bạn lại cảm thấy là hào hứng rồi bị đẩy ngược cho xuống cái mức là 59.000 đô các bạn lại cảm thấy buồn nhưng mà sự thật đó, khi mà các bạn zoom ra nếu chúng ta nhìn vào cây nến mỗi ngày thì chúng ta nhìn thấy được là một nến là một ngày khi mà zoom ra các bạn mới thấy được là trên căn bản BTC đó thì vẫn trong cái phạm vi là từ 50 cho đến 60 hay là 65 000 đô từ cái thời điểm là tháng 2 tới bây giờ các bạn trên nhà bạn chúng ta vẫn trong cái phạm vi này nó cũng không phải là cái gì là quá khác biệt đâu chúng ta cũng đã từng nhìn thấy cái mức 59.000 đô này cách đây không lâu các bạn đó chính là vào đầu tháng 8 trước đó nữa chúng ta nhìn thấy cái mức này vào khoảng chừng là giữa tháng 7 trước đó nữa chúng ta nhìn thấy cái mức 59.000 đô đó là vào khoảng đầu tháng 5 nói chung là chúng ta vẫn đang ở trong cái phạm vi này mà thôi các bạn không có gì gọi là thay đổi quá nhiều đâu khi các bạn Zoom ra và chúng ta cũng đã nói tới khá là nhiều về chu kỳ mở 4 năm nếu chúng ta nhìn vào chu kỳ mở 4 năm đó thì trên căn bản đây là một chu kỳ mà nó đã có sự tăng trưởng nhanh hơn là những chu kỳ trước đó khi chúng ta có bitcoin spot etf đó thì đã lập đỉnh mới đó là cái lần đầu tiên chúng ta thấy giá Bitcoin lập đỉnh mới trước khi mà có halving. Thì khi các bạn so sánh về là những chu kỳ trước đó, nếu các bạn vẫn tin vào chu kỳ 4 năm đó thì thường sau khi có Bitcoin halving chúng ta đều biết là khoảng 6 tới 8 tháng sau chúng ta mới thực sự thấy Bitcoin phá lên cụ đỉnh mới. Tôi nghĩ là thấy Bitcoin đã về cái mức là khoảng 69.000 đô vào cuối năm nay. Nhưng mà chưa gì hết, á, hồi tháng 3 chúng ta đã thấy Bitcoin đã phá lên cụ đỉnh mới ở mức là 73.800 đô. Thì ngay bây giờ đây chúng ta đang chứng kiến từ tháng 3 tới bây giờ đã có một cái sự giảm xuống cũng không phải là sâu lắm các bạn chúng ta nói riêng về bitcoin đó thì từ cái mức 73.800 đô xuống tới cái mức hiện tại đó thì giảm hồi chừng là 20% mà thôi và những người nào đã trải qua những cái thời điểm như năm 2021 hay là cái chu kỳ trước đó thì các bạn thấy được là bitcoin mà giảm 30% nó cũng là một điều chúng ta thường thấy trong một cái chu kỳ tăng trưởng đợt này đó chúng ta chỉ thấy duy nhất có một lần giá bitcoin giảm xuống gọi là đáng kể các bạn đó chính là cái thời điểm chúng ta đã chứng kiến cách đây khoảng chừng hai tuần các bạn đầu tháng 8 lúc đó giá giảm xuống được khoảng 49.000 đô Lúc đó chúng ta nhìn thấy được là từ cái đỉnh là 73.800 đô hồi tháng 3 và tính tới cái mức thấp đó gần đây là 49.000 đô đầu tháng 8 thì chúng ta thấy được là đó là cái đợt giảm coi như đáng kể đầu tiên trong năm nay là 33%. Ngay bây giờ đó thì từ đỉnh Bitcoin thành lập cái đây vài tháng tới bây giờ đó thì giảm khoảng chừng là 20% mà thôi. Nhưng mà tâm lý đó thì rất là tệ các bạn. Nói chung đó thì tâm lý tệ thường cảm thấy là cũng đã qua rồi. Tâm lý bây giờ nó chán nản hơn là tệ <laughs> có thể nói là như vậy và Thuận cũng có thể hiểu tại sao tại vì khi mà giá nó không có di chuyển ra khỏi một cái dùng và nhất là khi chúng ta nhìn thấy được là giá đó đột phá ra khỏi dùng đó rồi lại bị đẩy ngược trở về thì sẽ khiến cho mọi người đó hài lại càng cảm thấy nhàm chán hơn và chúng ta cũng đã từng trải qua nhiều thời điểm như vậy các bạn cứ nhớ lại đi chúng ta trả trở về cái thời điểm đó là vào hè của năm ngoái các bạn nhìn thấy được là cái phạm vi này đã giá bitcoin thì cứ dao động từ 25 000 cho đến 31 000 các bạn. Trong phạm vi này ra có thể nói là từ tháng 3 của năm ngoái mãi cho đến cái thời điểm là tháng 10 của năm ngoái các bạn. Từ tháng 3 cho đến tháng 10 là gần 7 tháng trời. Giá Bitcoin nằm trong phạm vi chỉ có 6.000 đô này mà thôi lên xuống liên tục thì các bạn thấy được là lúc đó là mọi người cũng rất là chán nản nhưng mà ngay sau đó đó chúng ta lại thấy thực là có một cái sự pump rất là nhanh. Có thể nói được là giá Bitcoin khôi đi trong phạm vi này gần như là 7 tháng. Nhưng mà sau khi mà rời khỏi rồi đó thì lại nhanh chóng đẩy cho lên là 40.000 50.000 60.000 70.000 rất là nhanh luôn các bạn khi bị không có di chuyển rồi đây thì nó cũng sẽ rất là nhanh chúng ta chỉ đang trong một cái thời điểm tích lũy cho nên mọi thứ cảm thấy hơi nhàm chán mà thôi và nếu như chúng ta nhìn vào cái thời điểm tích lũy đó thì trước đây ra sao Samsung Mao của Trang Tuy đó nói là 58.000 đô bây giờ cảm giác như là 9.000 đô khi xưa. Những bạn nào mà đã theo dõi kênh thời điểm mà giá Bitcoin khoảng 9.000 đô, 10.000 đô Đây các bạn cũng cảm thấy được là hầu như Bitcoin đó cực kỳ lâu luôn. Có thể nói lúc đó đó nhiều người đã hoàn toàn bất lòng tin và nói là Bitcoin có thể là sẽ không bao giờ phá được 10.000 đô một lần nữa. Và nhìn từ lịch sử đó thì cũng dễ hiểu tại sao mà người ta có cảm giác đó. Tại vì các bạn nhìn thấy được là cái phạm vi từ 9.000 tới 10.000 phạm vi 1.000 đô đó chúng ta đã trong phạm vi đó tổng cộng là 167 ngày các bạn 167 ngày có nghĩa là chúng ta ở đó gần 6 tháng trời gần 6 tháng trời chúng ta ở trong phạm vi 9 tới 10.000 đô càng ở trong một phạm vi càng lâu nữa chúng ta lại càng thấy chán nản và chúng ta thấy được là cái phạm vi mà ở lâu nhất thực thật ra không phải là từ 9.000 tới 10.000 mà từ 6.000 cho đến 7.000, chúng ta trong phạm vi đó tổng cộng là 180 ngày và chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ đó thì chúng ta trong phạm vi là 58.000 tới 59.000, tổng cộng chỉ có 35 ngày mà thôi cái điểm max span đó thì dựa theo James Van Straden nói là cái điểm max span là 100 ngày. Khi chúng ta trong một phạm vi nào đó mà hơn 100 ngày đó thì cây độ chán nạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Đương nhiên đối với những mà nào mà đang tích lũy đó thì muốn có thêm thời gian tích lũy thì chúng ta thấy được là trong một phạm vi như vậy một thời gian dài là những cái cơ hội cho những bạn đó. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ như thế này, <laughs> giá Bitcoin đó nếu mà tăng mạnh thì đương nhiên sẽ khiến cho thị trường rất là sôi so động các bạn. Và cho dù là giá Bitcoin tích lũy xong giảm mạnh đó, thì cái thời điểm đó nó cũng sôi so động cho dù là nhiều người sẽ không có thích các bạn nhưng mà ít ra lúc đó nó cũng sẽ sôi động hơn là bây giờ cái thời điểm mà khiến cho nhiều người chán nản nhất và có ít thông tin nhất đó là chính là cái thời điểm sideways như thế này các bạn khi bitcoin cứ đi ngang như vậy ngày qua ngày và nếu chúng ta zoom vào trong vòng mấy ngày qua đó, các bạn nhìn thấy được là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ngày các bạn, 2 tuần liên tục. Chúng ta chỉ trong cái phạm vi là từ cái mức là 58.000 đô lên tới mức là 60.000 đô trong cái phạm vi 2 tuần qua. Còn về con thì sao các bạn? con ngày hôm nay đó thì chúng ta nhìn thấy được là có xanh có đỏ. Chúng ta thấy là có đỏ nhiều hơn là xanh. Còn về vốn hóa đó thì uh, Bitcoin hôm nay giảm 2.5% vốn hóa chung của thị trường đã giảm 3.1%. Chúng ta có hai thông tin liên quan tới hai core coi xong muốn chia sẻ với các bạn. Đầu chúng sẽ nói tới những cái thông tin lớn ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung. Thì trước hết á, chúng ta cũng đã nhận được thêm cái thông tin đến từ blog hầu như đã được xác nhận là SEC đã từ chối nhận các đơn 19B4 của hai công ty muốn phát hành Solana Spot ETF. Các bạn có nên nhớ thuần chia sẻ thông tin này vào ngày hôm qua và ngày trước đó với các bạn thì lúc đó chúng ta chỉ nhận được thông tin là lên trên trang web của CBOE đó thì chúng ta không có thấy cái đơn 19B4 của những cái quỹ Solana ETF nữa thì cũng có một số người nói là có thể tại vì lỗi kỹ thuật hay gì đó mà thôi nhưng mà hôm nay đó thì đã hầu như chắc chắn là các bạn chúng ta không còn thấy hai đơn đó nữa và chúng ta cũng đã xác nhận hai đơn đó đã bị rút rồi và các bạn cũng thấy cái sự chia sẻ đến từ Eric Bautunis của Bloomberg đó. thì chúng ta thấy là trên màn hình đây là những cái bước mà một cái ETF phải đi qua trước khi mà được chấp thuận bởi SEC thì nói chung đó, những cái đơn 19B4 của Solana ETF đó, nó không bước qua được bước thứ nhì luôn các bạn. Khi mà một công ty nào đó họ bắt đầu lại đệ đơn 19B4 thì trước hết SEC đó phải chấp nhận cái đơn đó. Khi mà chấp nhận rồi đó thì các bạn sẽ được là cái thời hạn tổng cộng là 270 ngày sẽ bắt đầu. Có nghĩa là trong dòng thời gian đó thì SEC phải đưa ra quyết định cuối cùng là họ có chấp thuận hay là từ chối. Có thể nói được là cái đợt này đó SEC không phải là từ chối, sau so đó là, là ETF các bạn. Trên căn bản đó họ chưa bao giờ chấp nhận cái đơn 19B4 này nó không bước qua cái bước thứ nhì này luôn các bạn đó chính là cái tình hình của Solana ETF thì tại sao bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ chúng ta chỉ biết là bây giờ đã công ty về là một trong hai công ty mà họ đã đệ đơn Solana ETF và nói là cái này vẫn chưa kết thúc họ vẫn có kỳ vọng và vẫn tiếp tục làm việc với là CBOE không biết là họ có kế hoạch gì nữa các bạn tới bây giờ đó chúng ta chỉ biết là cái khả năng được thông qua nó cực kỳ mong manh luôn thì bây giờ đó thì Bloomberg nói là ngoại trừ chúng ta có một lãnh đạo SEC mới chứ còn nếu không đó, thì tình trạng bây giờ khả năng là sẽ không có được thông qua và lý do tại sao đó, thì tôi đã chia sẻ trong những video trước đây rồi có hai cái yếu tố rất là khác biệt giữa Solana và những cái quỹ ETF mà đã được thông qua như là Bitcoin và Ethereum thứ nhất trước khi được thông qua thì Bitcoin và Ethereum đã có Bitcoin Futures ETF và Ethereum Futures ETF các bạn nghĩ là quỹ ETF dựa trên hợp đồng tương lai rồi sau đó mới có spot ETF Solana thì vẫn không có hợp đồng tương lai ở trên sàn CME. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa về trạng thái pháp lý đó thì các bạn thấy được là Bitcoin và Ether đã rất rõ ràng không phải là chứng khoán. Thông qua hành động của SEC, Bitcoin thì chưa bây giờ được xem là chứng khoán nhưng mà Ethereum thì SEC cũng đã gửi đơn nói họ không còn điều tra hay là nghi ngờ Ether là chứng khoán nữa. Nhưng mà Solana thì họ vẫn chưa nói gì các bạn và trên căn bản Solana vẫn là một đồng mà được nêu tên cho một số những cái đơn kiện của SEC khi mà họ kiện một số sàn đó là cái sự khác biệt lớn hôm nay ít ra chúng ta cũng đã biết là không phải lỗi kỹ thuật sự thật là Solana ETF cái đơn đó là không còn nữa ở trên trang web của CBOE nhưng mà điều này nó hầu như cũng không có ảnh hưởng lớn đối với giá của Solana. Các bạn nhìn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào cái cột 24 giờ đó thì Solana ngày hôm nay giảm thì cũng cỡ như những cái đồng còn lại. Các bạn nhìn thấy được là Bitcoin giảm 2.5%, Ethereum giảm 3.2%, Solana giảm 2.5% và hiện bây giờ SEC có rất nhiều những cái vụ kiện và một trong những cái vụ kiện đó chính là liên quan đến Justin Sun và Tron các bạn họ nói đồng Tron là một chứng khoán và họ nói là cái đợt bán token liên quan đến Tron và BitTorrent là những cái đợt bán chứng khoán mà không đăng ký thì đây cũng là một cái vụ kiện mà đang diễn ra hiện bây giờ đối với lại Justin Sun đồng Tron và BitTorrent Ngày hôm qua đó thì Elon Musk cũng đã đăng một tấm hình và trên đó có cái chữ Doge Nhưng mà đáng tiếc các bạn thấy được đồng Doge cũng đã không có phản ứng Hầu như là đồng Doge đã không còn phản ứng với những cái hình ảnh hay là những cái meme được chia sẻ bởi Elon Musk nữa rồi Chúng ta sẽ nói về cái tấm hình đó một lát nữa tại vì nó có liên quan tới bầu cử tổng thống đợt này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới tình hình chung của thị trường tài chính đi. Thì chúng ta có một cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự xôn xao ngày hôm nay các bạn đến từ Bloomberg thì Bloomberg nói là ngày mai đó thì bộ thông tin lao động của Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh cái số lượng việc làm trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 và có thể điều chỉnh xuống đến một triệu việc làm, các bạn có nghĩa là những cái số liệu mà vượt ước tính chúng ta đã ghi nhận trong năm qua đã thực chất là những dữ liệu không đúng sự thật và tình hình việc làm ở Mỹ có thể là đang ở tình trạng tệ hơn nhiều so với những gì mà chính quyền của tổng thống Joe Biden thừa nhận. Man oh Man ngày mai đây chúng ta hãy xem coi lại cái con số này chỉnh sửa như thế nào, nó có sự khác biệt lớn hay là không. Và đây là một cái thông tin mà thùng đã từng chia sẻ trước đây với các bạn rồi, thùng cũng đã từng nói qua là không biết tại sao mà sau khi đã công bố cái chỉ số việc làm đó thì vài tháng sau họ lại điều chỉnh cái con số đó và thường là điều chỉnh xuống các bạn không phải điều chỉnh lên có nghĩa là khi mà công bố đó thì chúng ta có một con số rất là tốt rồi sau đó họ điều chỉnh xuống nhưng mà cái lúc họ điều chỉnh cái con số đó xuống thì nhiều người lại ít quan tâm các bạn tại vì có thể là cái con số đó là cách đây mấy tháng rồi mọi người chỉ quan tâm đến con số hiện tại mà thôi cho nên ít để quan tâm đến cái con số trước đây và lần này đó thì họ điều chỉnh tới cả năm luôn các bạn không biết là tại sao lại có cái sự khác biệt lớn như vậy và ngày mai đó chúng ta mới biết là con số nó sẽ như thế nào và thị trường phẫn ra sao và thường nghĩ ít nhiều gì đây cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến tại sao chúng ta nhìn thấy được là thị trường là một cái màu đỏ ngày hôm nay nhưng mà nói chung đó thì ngay bây giờ thị trường chứng khoán khi chúng ta nói tới chỉ số tham lam và sợ hãi đó thì đang ở cái chỉ số gọi là cân bằng các bạn neutral không có tham lam cũng không có sợ hãi hiện tại không giống như là cách đây hai tuần còn về crypto đó chúng ta nói riêng về bitcoin thì hiện bây giờ đã chỉ số là 26 các bạn vẫn đang nằm trong vùng sợ hãi mặc dù giá bitcoin đó cũng không có thay đổi nhiều trong vòng hai ba tuần qua các bạn nó cũng ở mức là 59.000 đô nhưng mà chúng ta vẫn nằm trong vùng sợ hãi hiện tại và một thông tin khác nữa được chia sẻ đó chính là cái chính sách thuế của phó tổng thống Kamala Harris. Hôm nay đó bà đã ra cái thông báo là bà ủng hộ chính sách thuế được nêu ra bởi tổng thống Joe Biden. Chúng ta cũng nói khá nhiều về những cái chính sách kinh tế của phó tổng thống Kamala Harris, nhưng mà chúng ta thấy được là cái chính sách thuế mà bà ủng hộ đó chính là cái chính sách thuế có thể tăng cái số thuế phải trả khi mà các bạn đầu tư có lợi dài hạn lên tới 45% các bạn. Đây là cái phần trăm thuế phải trả khi mà có lời cao nhất kể từ năm 1922. Đương nhiên đây chỉ là một cái đề xuất mà thôi nó không phải là luật các bạn và bà cũng chưa phải là người đắc cử tổng thống năm nay. Đây chỉ là một cái đề xuất của bà. Nếu như mà bà đắc cử đó thì bà ủng hộ cái chính sách này. Nhưng mà các bạn thấy được là thị trường đó thì lại hoảng loạn hơn với cái chính sách thứ nhì đó chính là liên quan tới việc là các bạn có lời mà chưa có bán đó thì có thể là vẫn phải đóng thuế 25%. Hiểu một cách đơn giản một số người nói là dạ xin như các bạn mua Bitcoin ở mức là 15.000 đô đi thì bây giờ Bitcoin là 60.000 đô thì trong khoảng thời gian đó các bạn lời rất là nhiều nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục đồ, các bạn chưa có bán thì với chính sách này đó có thể các bạn vẫn phải đóng tiền lời mặc dù chưa có bán điều này là một điều mà khiến cho nhiều người rất là lo lắng thì các bạn có nghĩ đi nếu các bạn chưa có bán mà các bạn phải trả thuế thì người ta sẽ làm gì các bạn người ta sẽ bán chứ nếu không nó lấy tiền đầu để mà trả thuế sẽ dẫn đến khó lực bán trên thị trường và đương nhiên cái này áp dụng với tất cả tài sản không phải là riêng về crypto các bạn nó ảnh hưởng đến crypto ảnh hưởng đến vàng ảnh hưởng đến chứng khoán chứ không phải là riêng gì về crypto nhưng mà những gì mà thuận đọc được đó thì bà không có nói gì liên quan tới việc 25% thuế nếu như mà chưa bán nhưng mà bà ủng hộ 44.6% thuế nếu như mà bán có lời đó là cái phần mà Thuận nhận được và thật ra đó cái phần thứ nhì này trước đây đó tổng thống Joe Biden đã đề cập đến nhưng mà cái phần này đó cái phần mà chưa bán có lợi phải đóng thuế cái phần này chỉ áp dụng cho những người mà cực kỳ giàu mà thôi cực kỳ giàu là bao nhiêu các bạn cực kỳ giàu đó là những cái hộ gia đình mà có hơn 100 triệu không phải 100 triệu đô la tài sản mà là 100 triệu đô la tiền lời các bạn có nghĩa là hiện bây giờ đó họ đang gồng lời 100 triệu đô la trở lên mà họ chưa có bán bao nhiêu năm qua thì cái chính sách này sẽ áp dụng những người đó nhưng mà ngày hôm nay đó thì cái mà được nói đến bởi phó tổng thống Kamala Harris chỉ là cái phần 44.6% này cho những người nào mà đầu tư dài hạn có lời nghĩa là đầu tư một năm đó các bạn mà bán có lời thì sẽ phải đóng cái thuế lên tới 44.6% của cái phần lời đó nhưng mà đối thường này cái phần này thôi cũng đủ cho làm cho nhiều người lo lắng rồi các bạn và có thể có sự ảnh hưởng đối với thị trường giả sử như là bà đắc cử và đây là cái chính sách mà bà thúc đẩy thì một người nào đó đang có lời bây giờ có thể là họ sẽ bán tài sản của mình trước khi mà cái luật thuế này áp dụng Tại vì cái phần trăm thuế bây giờ nó sẽ thấp hơn các bạn Chứ đợi tới cái thuế này áp dụng Thì cái phần trăm đó nó sẽ cao hơn Thì không lý do gì mà người ta tiếp tục giữ đến thời điểm đó Ngoài trừ người ta nghĩ cái tài sản nó sẽ lên rất là nhiều mà thôi Nhưng mà cũng sẽ có người bán Nếu như mà họ đang ở trong bờ vực là có nên bán bây giờ hay là không Cái này cũng đủ để cho họ bán các bạn Sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với giá của một số những tài sản Một lần nữa cái này chỉ là đề xuất của Kamala Harris nếu bà đắc cử mà thôi. Còn ai sẽ đắc cử đó thì chúng ta phải chờ đến tháng 11 mới biết được. Nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy cây chính sách kinh tế được nêu ra bởi phó tổng thống Kamala Harris, sau đó chúng ta được cái chính sách thuế này được nói đến thì hiện bây giờ đi không refresh the poly market thì đây là trang web mà nhiều người trong thị crypto quan tâm các bạn hiện bây giờ đó thì cụ tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu với 52%, còn phó tổng thống Kamala Harris thì trên trang web này đã giảm xuống còn 47% nói chung đó, thì à, các bạn thấy là cái vấn đề lớn nhất trong cuộc bầu cử này hiện bây giờ là ba vấn đề thứ nhất là liên quan đến lạm phát thứ hai là liên quan đến nền kinh tế và thứ ba liên quan đến cái việc nhập cư các bạn có nghĩa là những cái vấn đề liên quan đến dùng biên giới thì đó là ba vấn đề lớn thì cái này thùng cũng đã từng chia sẻ với các bạn khi mà mọi thứ ổn đó thì người ta sẽ quan tâm đến những thứ khác như liên quan đến chiến tranh liên quan đến những chính sách đối ngoại như thế nào liên quan đến là vị thế hoa kỳ ra sao những cái đó những cái mà người ta sẽ quan tâm đến khi mọi thứ ổn khi mọi thứ không có ổn đó khi mà người ta lo lắng về mất việc làm người ta bây giờ đã không mua nhà được làm phát thì đang tăng cao, người ta sẽ quan tâm đến túi tiền của người ta nhiều hơn các bạn, cho nên trong cái cuộc bầu cử này ngay bây giờ thì đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Và có một cái biểu đồ đó như mà nào mà đi học nên thì cũng nên nhớ, nó có tên là Maslow Hierarchy of Needs. Đây là một cái biểu đồ về cái nhu cầu của con người các bạn. Thì uh, nhu cầu căn bản nhất nếu như các bạn là không có đồ ăn, không có nước, không có thức uống, không có nơi để ngủ, không có quần áo để bận thì các bạn sẽ quan tâm đến những điều đó, những cái khác các bạn sẽ không có quan tâm đến. Khi mà những cái đó các bạn đã có rồi, các bạn có đồ ăn, có thức uống, các bạn có nơi để ngủ, có quần áo để bận thì các bạn lại quan tâm đến những cái nhu cầu khác. Giống như là các bạn sẽ quan tâm đến là an toàn của bản thân của mình và gia đình. An toàn đây có nghĩa là các bạn nơi ở có an toàn hay không, tài sản các bạn có an toàn hay không. Về sức khỏe các bạn như thế nào và việc làm ra sao. Cái đó người ta sẽ quan tâm đến khi mà những cái bên dưới đã được đáp ứng rồi. Đó là cái tầng thứ hai các bạn. Tầng kế tiếp khi mà các bạn đã có những thứ căn bản như là đồ ăn, thức uống rồi các bạn đã có công ăn, việc làm, đã có tài sản ở một nơi các bạn cảm thấy an toàn thì cái nhu cầu kế tiếp các bạn sẽ quan tâm đến đó chính là cái nhu cầu liên quan tới cái sự yêu thương có nghĩa là các bạn cần gia đình các bạn cần bạn bè các bạn uh, cần những cái thứ đó chỉ khi nào mà các bạn đã có những thứ bên dưới này rồi chứ nếu không nữa các bạn sẽ không cần những cái thứ đó các bạn chỉ quan tâm đến cái thứ các bạn cần thiết ngay bây giờ mà thôi và khi các bạn đã có những cái thứ đó rồi các bạn uh, đã có nơi ăn chỗ ở các bạn đã có công an việc làm có tài sản có bạn bè có gia đình thì các bạn đã quan tâm đến là người ta có coi trọng mình hay không người ta nghĩ sao về mình vân vân cái đó là nó cao hơn nữa các bạn khi các bạn đã có đủ thứ ở bên dưới rồi rồi cái phần cuối cùng đó là cái phần mà các bạn à, nghĩ đến việc là mình sinh ra trên trái đất này để làm gì cái gì đúng cái gì sai chúng ta cần phải trải nghiệm gì trên thế giới này đó là cái tầng cao nhất khi mà các bạn đã có những tầng bên dưới này rồi nhưng mà những người khác mà chưa có đó thì họ chỉ quan tâm đến cái tầng họ đang ở mà thôi các bạn đây là cái nhu cầu của con người thì cái mà thuận chia sẻ với các bạn đó chính là cái nhu cầu của những người đi bỏ phiếu khi mà họ có công ăn việc làm tốt, họ có thể mua nhà, họ cảm thấy giàu có tại vì chứng khoán tăng, họ có thể là sở hữu nhà, sở hữu xe, mọi thứ tốt thì họ lại quan tâm đến những thứ khác các bạn, như là nhân quyền, như là chiến tranh cái gì đúng cái gì sai vân vân. Nhưng mà chỉ trừ khi họ đã có những cái nhu cầu bên dưới đáp ứng thôi. Và hiện bây giờ đó tôi có thể chia sẻ với các bạn trong cuộc bầu cử này chúng ta đang ở trong cái mức này các bạn liên quan đến việc là chúng ta có không mang việc làm tốt hay là không, người ta bây giờ có mua nhà được hay là không, đó là những cái sự lo lắng ngay bây giờ. Cho nên ngay bây giờ đó những cái đề tài liên quan đến bầu cử thì phần lớn là xoay quanh kinh tế lạm phát rồi lâu lâu chúng ta nói về đề tài liên quan tới nhập cảnh bất hợp pháp. Thì nhiều sẽ nói là tại sao cứ quan tâm đến kinh tế tài chính hoài mà không nói đến những cái sự kiện khác liên quan đến chiến tranh vân vân. Thì cũng có nói các bạn nhưng mà không có nhiều mà thôi. Tại vì hiện bây giờ điều mà những cái người bỏ phiếu họ quan tâm đó chính là nền kinh tế như thế nào họ có công ăn việc làm ngày mai hay là không họ có mua được nhà hay là không làm sao để họ cho họ sở hữu nhà được làm sao họ có thể cải tiến đời sống của họ qua tài chính được đó là những cái mà họ quan tâm đến ngay bây giờ các bạn và chúng ta cũng có một số thông tin khác cũng rất là thú vị liên quan tới bầu cử của năm nay thì ứng cử viên tổng thống robert f kennedy jr cái người mà bên tay phải các bạn có thể biết là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ bitcoin crypto có thể nói là trong tất cả ứng cử viên người mà hiểu nhất về bitcoin crypto đó chính là robert f kennedy dù nhờ các bạn cháu của cựu tổng thống john f kennedy và hiện bây giờ đó ông đang cân nhắc hợp tác với lại cựu tổng thống donald trump từ bỏ cuộc tranh cử tổng thống của mình với tư cách là ứng cử viên độc lập thì có thể bạn nghĩ là những người mà ủng hộ Robert F. Kennedy không có nhiều thì không thể nào mà chúng ta nghĩ ông sẽ thành công đắc cử được. Tôi nghĩ là ông cũng biết điều đó. Đúng như vậy các bạn. Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu đây đó là một trong những cái lá bài chính trị. Khi mà ông quyết định nghiêng về bên nào thì cái số phiếu ủng hộ ông có thể là sẽ nghiêng về bên đó. Giống như là bạn là một người mà đang ủng hộ Robert F. Kennedy. Bây giờ đó ông rút lui và ông nói là tôi ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump thì có khả năng là một phần của những người ủng hộ ông sẽ nghiêng về ủng hộ cụ tổng thống Donald Trump tại vì họ tin tưởng ông. Điều này đã quan trọng cho một cuộc bầu cử mà có cái tỷ lệ gần bằng nhau. Cho nên khi mà các bạn nhìn thấy được là có những ứng cử viên mà các bạn không hiểu tại sao mà họ lại ra ứng cử trong khi khả năng đắc cử không có cao thì tại sao họ lại phải ra ứng cử? Thì lý do tại sao? Tại vì họ có thể dùng cái số lượng fan đó để mà đàm phán các bạn. Và đương nhiên đó hiện bây giờ cụ tổng thống Trump thì đang cân nhắc nếu như Robert F Kennedy về phía của ông thì ông có thể cân nhắc để bổ nhiệm Robert F. Kennedy với một chức vụ nào đó. Chúng ta vẫn chưa nghe cái sự chia sẻ chính thức đến từ cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện này và đương nhiên nó tốt cho Bitcoin và crypto nói chung. Nếu như mà cựu tổng thống Trump đắc cử lần này mà ông càng bổ nhiệm nhiều người vào những cái vị trí nhất là trong nội các mà những người mà ủng hộ Bitcoin crypto đó thì càng tốt cho thị trường này. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây Và không phải chỉ riêng Robert F. Kennedy các bạn Một trong những người mà gần đây rất ủng hộ cựu tổng thống Trump Đó chính là Elon Musk các bạn Và cách đây khoảng chừng là hai tuần đó, Cái lúc mà có cuộc trò chuyện ở trên X giữa Elon Musk và cựu tổng thống Trump Thì đã có một cái phần thú vị tôi chia sẻ với các bạn là Nghe như là Elon Musk muốn làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ các bạn Có nghĩa là muốn có một cái chức vụ ở trong hệ thống chính trị của Hoa Kỳ và hôm nay đó, chúng ta có thông tin Trump nói rằng ông có thể chọn Elon Musk cho một vị trí trong cái nội các của ông và Elon Musk đã chia sẻ ở trên Twitter, ở trên X là tôi sẵn sàng phục vụ và cái chức vụ mà Elon Musk muốn đó chính là lãnh đạo bộ hiệu quả của chính phủ và đương nhiên các bạn thấy được là cũng không có quên để cái chữ Doge đây là cái chữ viết tắt của Department of Government Efficiency các bạn có thể Elon Musk làm chính trị nếu như mà Trump đắc cử lần này và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa liên quan tới ứng cử nhưng mà lần này không phải là liên quan tới bầu cử tổng thống mà liên quan đến bầu cử ở những cái chức như là ở thường viện và hạ viện thì có một ứng cử viên người này đó có tên là yasamin asari các bạn đây là một ứng cử viên được ủng hộ bởi cái công ty vận động hành lang liên quan đến crypto các bạn nhìn thấy được là khi mà crypto lớn mạnh những cái sàn họ có nhiều tiền nhưng công ty crypto họ giàu lên thì họ có thể có những cái chiến lược vận động hành lang và họ có thể là tung tiền để mà ủng hộ những ứng cử viên nào mà ủng hộ crypto đây là cái cuộc bầu cử ở bên trong đảng dân chủ mà thôi thì hiện bây giờ đã cái người được ủng hộ bởi quỹ vận động hành lang của crypto là Yasamin thì cũng đã coi như thành công trở thành người đại diện cho đảng của mình nhưng mà người này vẫn phải đối đầu với đại đảng bên kia các bạn cho nên đây chỉ là cái thông tin ít ra chúng ta cũng có một cái ứng cử viên mới ở trong hệ thống chính trị của Hoa Kỳ ủng hộ crypto và như thường đã chia sẻ ở đầu video chúng ta thấy được là trong cái thời điểm này chúng ta vẫn tiếp tục thấy Tether in thêm nhiều tiền các bạn họ đã in 1 tỷ đô la ngày hôm qua và hôm nay họ lại tiếp tục in thêm 1 tỷ đô la nữa và chúng ta thấy được ngày hôm nay đã có rất là nhiều động thái đi cùng refresh lại cái trang này để các bạn thấy hôm nay chúng ta có cực kỳ nhiều những cái động thái gửi tiền lên trên những công ty những sàn giao dịch và những cái ví khác từ Tether có thể nói được là cái số tiền này in ra xong rồi được di chuyển lên trên sàn Bitfinex lên trên sàn Kraken vào những cái ví khác có rất nhiều động thái đến từ Tether các bạn và đương nhiên các bạn đã biết là cái suy nghĩ của thuận như thế nào rồi ngắn hạn đó thì có thể bạn nói là USDT được in ra giá cả lại giảm xuống hay là tăng lên nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái vốn hóa của Tether USDT và các bạn so sánh với lại biểu đồ giá của Bitcoin đó thì các bạn sẽ nhận ra ngay lập tức là miễn là chúng ta có Tether tiếp tục in tiền thì trong lịch sử đó là những lúc mà chúng ta vẫn ổn các bạn và khi mà Tether ngưng in tiền một thời gian dài đó là những lúc mà chúng ta đi vào mùa đông crypto cho nên quan điểm của Thuận là Tether còn in, Circle còn in là còn tốt. Và chúng ta cũng có cái cập nhật mới liên quan tới cái biểu đồ Bitcoin Hitmap. Các bạn đã lâu chúng ta không nhìn vào cái biểu đồ này. Và đây là cái biểu đồ Bitcoin Hitmap cái tay 2 ngày thì các bạn cũng đang nhìn thấy được trên màn hình. Đã có một cái sự thay đổi so với lại lần trước chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này. Phần lớn đã chuyển thành màu xanh rồi. Nhưng mà nào mà mới đến kênh mà không rõ thì cái biểu đồ này cũng rất là dễ đọc các bạn. Ở bên tay trái đó chúng ta có những cái con số thì nó đại diện cho cái nhóm địa chỉ ví giống như là dưới một bitcoin cái nhóm đi chỉ biến từ 1 tới 10 rồi từ 10 tới 100 và bên trên này là những cái cá voi cực lớn các bạn hơn 10.000 BTC và bên tay phải đó chúng ta có Cái màu từ màu đỏ tới màu xanh dương đậm Màu đỏ như là phân phối Có nghĩa là Bitcoin rời khỏi cái nhóm địa chỉ ví đó Và màu xanh có nghĩa là tích lũy các bạn Bitcoin được nạp vào những địa chỉ ví đó Thì các bạn nhìn thấy được là Cái lần trước chúng ta nhìn vào biểu đồ này đó, Thì rất rõ ràng này cái địa chỉ ví lớn Từ 100 cho đến hơn 10.000 Bitcoin đó, Thì là màu xanh các bạn Họ liên tục tích lũy Trong khi mà những cái địa chỉ ví nhỏ hơn 100 Bitcoin Thì lại phân phối Lần này đó, chúng ta nhìn vào thì hầu như chỉ còn có một nhóm địa chỉ ví mà vẫn phân phối bây giờ đó chính là từ 10 tới 100 BTC còn lại đó điều chuyển thành màu xanh thân các bạn tất cả đã đang chuyển qua cái thời kỳ tích lũy rồi và cái thống kê đó là hiện bây giờ khoảng 75% của số Bitcoin năng lưu hành đã không được giao dịch trong 6 tháng qua cho dù giá giảm 25% so với đỉnh điều này đó có thể cho thấy được là nhiều nhà đầu tư vẫn đang ho được Bitcoin các bạn hy vọng giá sẽ tăng nếu như bạn là một người đầu tư Bitcoin lâu dài giống như là các bạn đầu tư ít nhất là 2-3 năm qua thì có thể nói là những gì xảy ra trong vòng từ đầu năm tới bây giờ đã cũng không có khiến cho các bạn có cái sự lo lắng gì đâu. Có thể nói được là từ đầu năm tới bây giờ đã Bitcoin vẫn đang có lời các bạn khoảng chừng là 40 mấy phần trăm thì không có lý do gì mà những người đầu tư dài hạn lại lo lắng hết trong khi mà những người mà đã tích lũy năm ngoái hay là năm 2021 thì hiện bây giờ họ đang gồng lời rất là nhiều. Cho nên trên căn bản đó chúng ta nhìn thấy 75% số Bitcoin đang lưu hành không được giao dịch thì cũng dễ hiểu thôi Tại vì hiện bây giờ đã có rất là nhiều nhà đầu tư ngắn hạn rời khỏi rồi Có thể nói là trong vòng mấy tháng qua đó một số người họ chán nạn họ rời khỏi Một số người họ đầu tư ngắn hạn họ lỗ họ cũng rời khỏi Có thể nói là trong thị trường bây giờ đó khả năng cao phần lớn là những nhà đầu tư dài hạn Tại vì khi mà giá Bitcoin phá lên của đầu đỉnh mới đó vào tháng 3 Thì chúng ta cũng không có thực sự thấy cái sự sôi động đến từ những nhà đầu tư mới các bạn phần lớn nó vẫn là những người trong thị trường này mà thôi có thể nói như thế này các bạn có thể dễ dàng ra tiệm cà phê ngày hôm nay hay là các bạn đi bất cứ quán ăn nào và các bạn hỏi mọi người có biết bitcoin hay là không thì tôi nghĩ là tới bây giờ nhiều người biết bitcoin là gì nhưng mà khi các bạn hỏi là có đầu tư bitcoin hay không đó, thì có thể là các bạn sẽ bất ngờ nhiều người thật ra cũng không có đầu tư hiện bây giờ và các bạn hỏi một câu hỏi đơn giản là bây giờ giá bitcoin bao nhiêu tôi nghĩ là phần lớn những người bình thường họ cũng không có rõ đâu các bạn tại vì họ cũng không có quan tâm cái sự quan tâm đối với Bitcoin đó, có thể là các bạn theo dõi thùng capital các bạn đọc những thông, thông tin liên quan đến crypto trên những trang web các bạn đọc trên những mạng xã hội thì các bạn càng đọc những thông tin đó thì càng nhiều những thông tin như vậy hiện lên cho các bạn có cảm giác như là mọi người ai cũng quan tâm đến Bitcoin crypto các bạn nhưng mà trên căn bản đó rất là ít người quan tâm đến cái thị trường này hiện tại và các bạn cũng có thể thấy được cái thông tin tương tự thông qua cái số lượng những nhà đầu tư dài hạn đó thì họ lại tích lũy cho lại các bạn chúng nên nhìn thấy được là bắt đầu từ cái thời điểm tháng 4 đó thì họ đã bắt đầu tích lũy Bitcoin trở lại và trước đó đó vào cái thời điểm là cuối năm ngoái đầu năm nay thì chúng ta thấy được là có một cái đợt bán từ những nhà đầu tư dài hạn dẫn đến cái đường màu cam này giảm xuống các bạn đây là cái số lượng Bitcoin được tích lũy bởi những nhà đầu tư dài hạn như một lần nữa họ lại tích lũy từ tháng 4 cho đến bây giờ còn về phần trăm Bitcoin có lời đó thì với mức giá ngày hôm nay cũng không thay đổi nhiều so với cách đây vài ngày các bạn thì bây giờ chúng ta vẫn đang nằm trong phạm vi là khoảng 77% có lời dựa theo No. Và có một số nhà đầu tư khác Các bạn có thể nhận ra được là họ cũng không có Dấu hiệu hoảng loạn hay là bán Trong thời gian gần đây Đó chính là Bitcoin Spot ETF các bạn Cho dù chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin Thì bây giờ so với đỉnh á, Thì cũng đã giảm khoảng chừng là 20% Nhưng mà trong khoảng thời gian đó chúng ta cũng đã có Những cái đợt khiến cho nhiều người gọi là Hoảng loạn các bạn Dẫn đến nhiều người cũng bán trong thiền crypto này Dẫn đến giá cả giảm cách đây 2 tuần Khi mà giảm số 49.000 đô Nhưng mà chúng ta lại không thấy cái sự hoảng loạn đó Ở trong Bitcoin Spot ETF và Ether Spot ETF Có thể nói như thế này các bạn Đương nhiên sẽ có người bán người mua Cho những cái quỹ này hàng ngày Cái đó là điều đương nhiên rồi Nhưng mà cái các bạn không thấy Đó chính là cái đợt bán hàng loạt Khi mà thị trường crypto có nhiều tin tức xấu Rất rõ ràng Tại những nhà tư phố water Họ cứng tay hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều Và như thường đã chia sẻ Bitcoin Spot ETF Ether spot ETF Ether là cái cánh cửa dài hạn dẫn đến nhiều dòng tiền hơn đến thị trường này. Nó có ảnh hưởng cực kỳ tốt dài hạn. Ngắn hạn nó là một kính phóng đại các bạn. Giống như là tình hình tốt đó có thể dẫn đến là cái dòng tiền vào ngày hôm đó tăng lên rất là nhiều. Tình hình xấu đó có thể dẫn đến dòng tiền ra. Nó có thể là cao trong thời điểm đó. Nhưng mà về dài hạn đó thì các bạn sẽ được là bất cứ thị trường nào cũng có người đến người đi. Trong thị trường spot cũng như vậy trong thị trường ETF cũng như vậy nhưng mà về dài hạn chúng ta sẽ ngày càng có thêm những nhà đầu tư dài hạn xuất hiện ở những nơi mà chúng ta trước đây không có tại vì họ có thể tiếp cận được với lại Bitcoin Spot ETF và Ether Spot ETF và hôm nay đó thì tình hình ETF vẫn tốt các bạn. Thì bây giờ đây chúng ta đang có dòng tiền dương là 32.6 triệu. Chúng ta có cái lực bán đương nhiên đến từ Rescale các bạn. Ngày nào họ chẳng bán. Những ngày mà họ không bán thì mới là bất thường. <laughs> nhưng mà hôm nay lực bán cũng không đáng kể. Chỉ có 12.8 triệu mà thôi. Chúng ta có một lực bán nho nhỏ đến từ Bitwise. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được chúng ta cũng có cái lực mua đến từ Ark Invest 51.9 triệu. Chúng ta vẫn chờ đợi thông tin đến từ BlackRock nhưng mà hiện bây giờ vẫn là dòng tiền dương 32.6 triệu. Có thể nói là gần đây chúng ta vẫn có dòng tiền dương nhiều hơn dòng tiền âm rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là lực mua đó thì cũng có hạn hiện bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy được là Ether Spot ETF thì ngày hôm nay đó, hiện bây giờ đang âm 33.3 triệu chúng ta vẫn đang à, chờ cái thông tin đến từ BlackRock nhưng mà sự thật đó cái lý do tại sao chúng ta âm trong vòng mấy ngày qua trên căn bản tại vì chúng ta không có dòng tiền dương đủ để có thể áp chế dòng tiền bán đến từ Rayscale Rayscale thì vẫn bán trung bình là khoảng 20 tới 30 triệu trong vòng mấy ngày qua nhưng mà điều các bạn thấy rất rõ ràng những quy khác đó thì không có dấu hiệu bán các bạn lâu lâu thì có một ngày có dòng tiền âm nhưng mà có vài triệu mà thôi chứ còn những quy khác đó một là không đô la hai là họ tiếp tục tích lũy cho Ethereum mặc dù Ether đó đã tệ Bitcoin rất là nhiều họ vẫn tiếp tục tích lũy trong thời điểm hiện tại và đương nhiên cũng giống như là Bitcoin chúng ta vẫn đang chờ cái thông tin đến từ BlackRock nếu như ta có dòng tiền từ BlackRock đó thì có khả năng chúng ta có thể có dòng tiền dương ngày hôm nay cho Ether và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn